Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì tiếp tục có chương trình heo đẻ các bạn. Thì trước khi vào vấn đề chương trình heo đẻ thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn mới và các bạn mới vào nghề tập nuôi phân biệt được heo lên mười mấy ngày mà nó đi phân vàng phân trắng. Tại sao mà heo bú sữa không cho ăn mà nó vẫn đi phân vàng phân trắng, là mà uống thuốc tiêu chảy và chích tiêu chảy hoài mà nó không hết, là nguyên nhân là do đâu? Thì mình xin khẳng định với các bạn, đó là heo các bạn bị cầu trùng. Tầm chừng 7 ngày đổ lên là sẽ có hiện tượng bị, mà nó bị tầm 2-3 ngày là nó sẽ bị hết bầy. Các bạn cho uống thuốc và tiêm thuốc tiêu chảy nó sẽ không cầm đâu. Các bạn cho uống đúng cầu trùng thì nó mới hết. Các bạn có thắc mắc gì á, các bạn cứ nhắn tin qua Zalo trên góc màn hình của mình nè. Thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn để các bạn nắm được cái kiến thức để các bạn bước chân vào lĩnh vực chăn nuôi nha. Mà trước khi các bạn muốn chăn nuôi hiệu quả thì các bạn phải phòng dịch được thì các bạn mới năng chăn nuôi ok được nha. Các bạn nuôi giỏi cỡ nào giỏi mà các bạn phòng dịch không được thì các bạn cũng không nuôi được đâu nha. Rồi, các bạn nhìn phân thì các bạn đã biết được heo của bạn là bị cầu trùng hay là bị tiêu chảy rồi nha. Sau này các bạn đừng có đổi thừa, heo của bạn bú mẹ không mà nó cũng bị tiêu chảy phân vàng phân trắng, bị hết bầy, mà các bạn tập ăn sớm lên mười mấy ngày nó cũng bị phân vàng phân trắng hết bầy, cái đó là nó bị cầu trùng thôi nha các bạn. Nếu mà heo của các bạn tiêu chảy á thì các bạn tập cho nó uống sữa hoặc là ăn sớm là 1-2 ngày đầu là nó đã chảy rồi, nó không có đợi lên mười mấy ngày nó chảy đâu. Các bạn làm theo hướng dẫn của mình nè, tập ăn sớm là uống sữa nè với Amox nè. Khi nào mà một ngày nó uống được 2-3 bịch sữa đổ lên á thì mình sẽ để vô một ít chấm tập ăn để cho nó ăn chung, để cho nó biết ăn sớm. Thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình, đúng như quy trình của mình và đúng cái loại thuốc mình giới thiệu, mình bao các bạn là không bao giờ mà bị tiêu chảy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tới vấn đề heo đẻ nha các bạn, để mình quay heo cho các bạn xem. Rồi ở đây mình quay con nái cho các bạn xem nè, coi bụng nè các bạn. Các bạn thấy bầu sữa nó chưa? Quá trời bầu sữa luôn. Nó đứng vậy mà cái bụng nó nè. Nó mới ăn nửa ký cám đó các bạn. Con này là chắc khoảng ngày mai là đẻ rồi nè. Nó nằm xuống cái bụng nó còn đội dữ nữa. Các bạn thấy không? Nó đứng mà bên hông của nó đội ra như vậy đó, là cái bụng nó to rồi đó. Con này mình đoán khoảng 14 con á. Bụng này thì ok các bạn. Còn mấy bầy bên đây thì mình lùa xuống rồi, chuẩn bị là đưa nái khác lên đẻ. Còn mấy con này là chưa lùa nè. Cái này là mấy bầy heo của mình gần tách nè các bạn, mười mấy 20 ngày rồi đó. Còn bên đây là bầy heo con nè, tập cho uống sữa. Heo của mình chuẩn bị ra con đầu tiên nha các bạn ơi. Đang gặn nè, đang quẩy đuôi nè. Là heo con nó ra gần tới rồi đó. Mong là con này nó đẻ con vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, để cho nó được nhiều. Có khi nào lên 16, 17 không? Chứ bụng này đó là khoảng 14 thôi. Rồi con đầu tiên ra đuôi trước các bạn ơi. Cái đuôi thấy có con khúc vậy? Con này sao thấy có con khúc đuôi vậy? Để kéo nó ra tiếp đấy các bạn ơi. Rồi nó ra được một con mà cái con này nó muốn ngọt các bạn. Các bạn nhìn thấy nó thở không? Nãy giờ là mình sơ cứu cho nó rồi đó. Nói chung là nó thở được là nó ok, nó sống nha. Rồi bây giờ để mình kiểm tra thêm. Mình nghĩ là 1 đến 2 con nữa là nó gần ra tới rồi đó. Bụng con này dữ lắm. Tiếp tục con thứ hai các bạn ơi, lú đầu rồi. Rồi con thứ hai. Rồi con này ok các bạn. Mình tính can thiệp thì mình thấy nó gặn rồi, thì mình để cho nó gặn tự nhiên luôn nha. Hiện tại là được hai con nha, để chùi con này bỏ vô đi các bạn. Nó cũng hơi yếu đó. Chắc bữa trước là mình lùa là chắc nó hơi động thai nhẹ đó các bạn. Rồi đây là thành quả em bé thứ hai nha. Em bé thứ nhất á, là đã ok rồi, khỏe mạnh rồi. Cái này do có hai con thì mình chưa cắt rúng nha. Tại vì cắt rúng liền cũng được, mà tại mình thấy có hai con thì mình chưa có cần. Một tí nữa thì mình cắt rúng sau nha các bạn. Thông thường á, là heo đẻ ra xong á, các bạn buộc rúng cho các bạn cắt rúng luôn. Tại vì mình chưa làm á. Rồi tiếp tục là con thứ ba ra nè các bạn ơi. Em bé luôn, xử lý luôn. Rồi đây là em bé thứ ba nè. Cho vô đi các bạn ơi. Còn hai em bên đây là bắt qua cho bú rồi, để kích thích cho nó ra sữa, với cho nó lưu thông cái đường sữa, với cho heo mẹ nó co bóp tử cung để giúp nó đẻ nhanh hơn. Tại mình chưa chích thuốc. Nó đẻ ra khoảng 8-9 con chắc mình mới chích. Chứ bây giờ nó đẻ được á, thì mình cứ để cho nó đẻ. Bây giờ cứ dùng sức tự nhiên đi các bạn. Các bạn dùng thuốc là các bạn can thiệp thuốc hoài luôn. Rồi tiếp tục ra con thứ năm luôn các bạn ơi. Con này thì không có vấn đề gì hết. Con này thì ok các bạn, không ngợp đâu. Để lau chùi bỏ vô thêm luôn. Rồi tiếp tục chờ con thứ sáu ra nè các bạn. Đang quẩy đuôi, đang gặn các bạn ơi. Gặn cái nữa là ra con thứ sáu nè. Rồi con thứ sáu ra luôn các bạn ơi.
Ok nha, con thứ sáu này không bị ngợp. Để mình lau chùi nó rồi mình cho vô, mình quay cho các bạn xem những con trong sọt nha. Bụng còn đội lắm các bạn, bụng to lắm, đội nhiều lắm. Con này nếu mà để con nhỏ vậy á, chắc khoảng 15 con á. Rồi, ở đây mình đưa con thứ sáu vô nè các bạn. Mấy con trong này thì mình chưa cắt rúng, con thứ sáu thì mình cắt rúng rồi. Bây giờ mình sẽ buộc rúng ba con đó luôn nha. Đây mình quay cho các bạn xem nè, mình đang buộc rúng với cắt rúng ba con này. Đây nó đẻ ra con thứ bảy nè các bạn. Còn dính dây rúng theo mẹ nó luôn nè. Để mình lau chùi con này luôn, rồi nhốt hai con này lại chung luôn nha. Còn tí nữa thì mấy con kia giò nó khỏe mạnh rồi mình bắt ra cho nó bú. Mẹ này cũng nhiều sữa các bạn. Bẻ sữa là cũng to đó. Thấy không? Các bạn thấy vú sữa nó không? Rồi tiếp theo là con thứ 8 này các bạn. Quay cận cảnh cho các bạn xem con heo ra nha. Rồi gặn ra nè các bạn, gặn ra nè, đó con thứ 8 các bạn ơi. Heo nhỏ nhỏ không à các bạn. Con này bụng còn đội nhiều lắm, 8 con mà bụng còn đội dữ lắm. Heo này đẻ ok nha. Con heo này đẻ rất là đạt luôn nè. Rồi đứt dây rúng ra nha các bạn. Bên đây 3 con nè. Bên đây 5 con nè. 8 con rồi. Còn mấy bầy bên đây thì ngủ khì hết. Mấy bầy bên đây á thì mình chưa có lùa xuống ô, mình chưa có lùa kịp các bạn. Ở bên đây có một con diêm da mình đang điều trị nè. Đó, mấy bầy này mười mấy 20 ngày hết rồi, gần tết bầy được hết rồi. Uống sữa ăn cám nó ok hết rồi các bạn. Rồi tiếp tục là một bé thứ 9 ra nè các bạn. Các bạn nhìn xem nó gặn này nha. Quay gần sát luôn nè. Rồi gặn đi. Ra nè. Đó, đội ra rồi, đội rồi gặt. Ồ, con thứ 9. Nhỏ nhỏ không các bạn ơi. Con này nhỏ hơn con được rồi nữa. Con này vừa nhỏ hơn con vừa rồi nha. Mà bụng nó kìa, có bụng các bạn nhìn đội nè. Đó. Khi nào mà ngay chân cái chỗ này nè nó xẹp như cái chảo xuống á thì nó mới hết con. Con này nó đội thì còn nhiều con lắm, 9 con rồi. Rồi tiếp theo gặn ra con thứ 10 các bạn ơi. Con thứ 10 ra đít trước rồi. Sao mà thấy nó không có cọ quậy gì hết trơn vậy nè. Để mình kéo ra coi. Ô, con thứ 10 ok các bạn. Mình thấy nó cứng đơ, tính đâu là nó bị gì rồi. Nó ok nha. Rồi bây giờ để mình lau chùi, mình buộc rúng cho nó. Nhớ cũng nhiều đó, thấy nó cũng ngọt 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 á. Ok, heo mình đẻ ok, 15 con là cầm chắc các bạn. Ở đây mình thả mấy con sau ra cho nó bú nè các bạn. Rồi nó mới đẻ ra con. Con này là con thứ 11 nha. Rồi hai con bú đầu tiên á là mình bắt mình nhốt vô nè, đánh mực giấu trên lưng nó là hai con đầu tiên nè. Con này mới đẻ con thứ 10 nè. Rồi hiện tại là heo mình 11 con nha, mình cập nhật tình hình cho các bạn xem. Để mình để thêm bên đây một cây đèn nữa để mình ấm cho nó, để nó nằm bên đây cho nó bú á. Vẫn còn nha các bạn, bụng vẫn còn đội nha. Ok đó các bạn, 15 con là khỏe nha. Heo của mình mới vừa gặn ra con thứ 12 nè các bạn. Nó văng ra ngoài luôn, nó văng trúng đây rồi nó dội lại đó các bạn. Mình đang làm cái đèn ấm trên đây nè. Đây, gặn cái văng ra cái làm cái kịch cái hết hồn liền. Ok các bạn ơi, heo mình đẻ ok nha. Con vừa vừa nhưng mà đẻ được nhiều con. Các bạn nuôi theo cách của mình mà heo con mình tập cho nó uống sữa và tập ăn sớm các bạn. Là heo của các bạn biết ăn sớm lắm. Heo của các bạn đẻ bao nhiêu con nuôi cũng sống hết. Các bạn yên tâm đi. Các bạn tập uống sữa sớm giống như mình đi là ok hết nha. Các bạn heo của các bạn đẻ nhiều 22, 23 con các bạn không cần cho đâu. Các bạn để nuôi hết đi, vẫn ok. Rồi bắt đầu con tiếp theo là con thứ 13 nè các bạn. Con thứ 13 chuẩn bị ra nè. Rồi gặn đi, ra nè. Ra gần tới rồi các bạn ơi. Nó có ra một chùm nhau nhẹ đó các bạn. Chùm nhau trước kìa. Gặn cái nữa ra nè. Đó, con thứ 13 nha. Chùm nhau dính luôn rồi, xử lý trước cái đã. Rồi đây là con thứ 13 ok các bạn. Nó cũng nhỏ như những con khác luôn. Mà bụng còn đội các bạn ơi, nó gặn nè. Các bạn thì nhìn thấy cái bụng chỗ này nè, nó còn đội nè. Là cần vẫn còn con nha, nó chưa có xẹp. Khi nào mà cái bụng nó xẹp xuống luôn á thì nó mới hết con. Mới 13 con chưa hết đâu, còn chắc phải 2-3 con nữa. Rồi tiếp theo là con thứ 14 nè các bạn. Đang gặn nha, đang gặn con thứ 14. Ra nè, ra nè. Có một chùm nhau các bạn ơi, để kéo tiếp cái chùm nhau này ra.
Đây là dây rúng nha. Thấy rồi các bạn thấy chưa? Các bạn thấy con heo nó ra chung chưa? Đó. Kéo nó ra tiếp các bạn ơi. Rồi hên quá các bạn, cái con thứ 14 này là cú nó sống nha các bạn. Ca là nó muốn ngọt nó dãy rồi các bạn ơi. Đây mình nhốt vô hết rồi nè. Heo đều đều không à. Rồi đợi một tí nữa thì nó còn bao nhiêu con thì mình cập nhật tiêm cho các bạn nha. Còn nữa các bạn, bụng còn đổi nha. Heo mình là hiện tại là chắc đẻ xong rồi các bạn. Hiện tại là bây giờ nó có 14 con thôi. Bây giờ mình sẽ thả heo mình đếm cho các bạn xem nha. Ở dưới này là có một con sẵn rồi nè các bạn, nó đi nè. 2 nè, 3 nè, 4, 5 nè, 6, 7 nè, 8 nè, 10 nè, 12 nè, 14 nè, 15. Hiện tại là mình đã thả 14 con xuống cho nó bú chung với mẹ nó rồi các bạn. Một tí nữa thì nó bú xong á, nó bú á thì mình sẽ kiểm đếm lại cho các bạn xem coi là đúng giống như là video mình quay hay không nha. Tại vì có một số bạn á là uống rượu nhậu xong á là cứ gọi điện cho mình hỏi là tại sao mà heo mới đẻ có 3-4 con mà đếm 9-10 con. Mà ví dụ như mà mình đếm như vậy thì mấy con mà 6-7-8 thì lấy đâu ra bù vô các bạn. Heo của mình lâu lâu thì mới đẻ một con chứ đâu phải là đẻ đồng loạt mình bắt bỏ và bỏ lại đâu. Rồi chút nữa mình kiểm đếm cho các bạn xem, clip nào mình cũng kiểm đếm hết. Cái clip đó hiện tại là được khoảng hơn 1.1 triệu lượt xem. Mà không lẽ 1.1 triệu lượt người xem mà không ai phát hiện ra là mình đẻ 3-4 con rồi đếm 9-10 con hết, mà chỉ có những người xỉn rượu mới phát hiện được. Rồi bây giờ nó bu lại nó bú rồi, mình quay cho các bạn xem nha. Rồi mình quay sát lại cho các bạn xem nè. Mình tắt bóng đèn ốm các bạn, bóng đèn ốm nó làm hồng hồng khó nhìn lắm các bạn. Rồi kiểm đếm với mình nha các bạn. Kiểm từ đây qua nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, con nằm trên là 14 nha. Đây quay xa ra nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tổng đàn của mình là 14 con nha các bạn. Có sao là quay như vậy nha. Hồi trước giờ là mình không có quay cắt ghép hay là ghép bầy gì đâu các bạn. Có sao là quay như vậy. Thực tế nha. Video của mình là chia sẻ với các bạn là đều là thực tế hết. Rồi con mẹ này đẻ được 14 con. Nãy giờ thấy nó ra nhau cũng nhiều rồi các bạn. Rồi quay sơ lại là mấy con heo thịt bên đây. Mấy đàn bên đây là gần tách bầy rồi, mấy đàn này là có khách đặt hết rồi các bạn. Giá hiện tại là 8 kg là 1.7 triệu, tăng 1 kg là 50.000, 10 kg là 1.8 triệu nha các bạn. Hiện tại là heo của mình là chủ yếu là khách đến nhà bắt chứ bên mình là không có giao nha các bạn, tại vì mình là nuôi nhỏ lẻ thôi chứ không có lớn đâu. Chứ hiện tại bên mình là giờ là kín lịch rồi, không có heo, các bạn thông cảm giúp mình nha.